Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Hôm nay Quang Minh Audio sẽ giới thiệu với quý vị các bạn một số cái dòng loa tép mới của chúng tôi, cả hàng mới về và hàng đang có sẵn tại cửa hàng, để cùng giới thiệu lại cho quý vị và các bạn cùng tham khảo nhé. Như trên màn hình quý vị các bạn có được tham khảo, chúng tôi có rất nhiều dòng loa chép để đấu giờ, để ghép ngoài, để ghép thêm ở ngoài, hoặc anh em cũng có thể về là thay vào những dòng loa chép cũ hỏng kém chất lượng anh em nhé, hoặc cháy, hoặc anh em có thể đóng thùng độ chế những dòng loa mới. Tôi sẽ cụ thể và chi tiết về những dòng loa chép này cho anh em cùng tham khảo nhé, mời anh em xem. Đó, rất là nhiều dòng loa chép mới về, từ màng lụa, chép đo màng lụa hay màng giấy hay tép đầu đạn màng titan tên lửa, rất nhiều dòng chúng tôi về nhé, cả những dòng củ rời như này anh em nhé. Đây là những một số dòng củ rời, củ rời tôi để chơi này, và phía sau nó là một số cái dòng mà đã ghép sẵn phân tần chân và một số cặp có cả vỏ phía sau cùng, để anh em có sự lựa chọn làm sao cho nó hợp lý nhất để về ghép cái bộ dàn âm thanh của anh em và cho nó phù hợp với lại cái thẩm mỹ của anh em nhá. Và vào đây tôi sẽ chi tiết, đầu tiên muốn giới thiệu với anh em là dòng chép đo màng lụa, dòng này với mã sản phẩm là Peeler P03, anh em nhìn này, P03. Đó, dòng này là một trong những dòng mà đã làm nên tên tuổi của hãng con chép đo màng lụa. Đấy, anh em nhìn đó, Peeler mặt trước này, dòng này đường kính vành là 10 phân anh em nhé, đường kính vành là 10 phân, cổ từ này khoảng 7 phân 7-8 phân, trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 91 decibel, và công suất tối đa cho một loa là 100W anh em nhé. Dòng này là chép màng lụa P03, dòng này một cặp củ rời như này, để cho anh em cùng tham khảo là 450.000 trên một cặp như này. Một cặp này 450.000 trên một cặp. Nếu anh em mà cần thêm những cặp mà lắp sẵn phân tần vào chân như này, phân tần vào chân này thì cũng giới thiệu anh em rất nhiều rồi. Đây, anh em nhìn cặp P03 phân tần này, phân tần nguồn cuộn cảm trở sứ tụ với bo mạch và sẵn dây này cho anh em. Về anh em ghép thêm vào ngoài thôi. Những cặp có sẵn phân tần vào chân như này để cho anh em giá là 630.000 trên một cặp anh em nhá. Đó, đầu tiên là mẫu sản phẩm là P03 chép đo màng lụa. Kế tiếp đến là con chép màng giấy. Chép màng giấy này, chép bằng giấy với mã sản phẩm là P9TVK anh em nhé. Dòng này là P9TVK, của con này là từ kép anh em nhé. Dòng này là từ kép, dòng này trở kháng có 8 ohm, độ nhạy là 91 decibel, công suất con này tối đa chỉ 90W thôi. Dòng này cũng chất lượng nha anh em nhé. Đó, anh em nhé, mặt đằng trước đây anh em này. Đó, anh em nhé, anh em dùng cặp này thì dòng này thì có giá là buộc cặp củ rời này cho anh em về thay thế hoặc độ chế là 500.000 trên một cặp anh em nhé. Còn một cặp đầy đủ phân tần chân như này là 680.000 trên một cặp. Phân tần thì tất cả dòng phân tần này giống nhau thôi, chúng tôi đã tích hợp sẵn chân đế và phân tần rồi anh em nhé. Đó, dòng này là, xin nhắc lại anh em nhé, P9TVK chép bằng giấy 500.000 trên một cặp củ rời và 680.000 trên một cặp đầy đủ phân tần và chân nhé anh em nhé. Đó, đây là một số dòng cao cấp hơn. Và đầu tiên tôi muốn giới thiệu với anh em những dòng này, dòng chép đầu đạn tên lửa màng titan. Đây nha anh em biết, dòng này thì anh em cũng đã quá quen thuộc rồi. P8802 anh em nhá. Mặt hợp kim nguyên khối anh em nhìn này. Đó. Anh em thấy P8802. Dòng này trở kháng 8 ohm, độ nhạy là 91 decibel. Công suất tối đa là 100W anh em nhá. Đó. P8802 chép đầu đạn màng titan. Đấy. Dòng này thì để cho anh em giá là 450.000 trên một cặp củ rời này, để về anh em thay thế và một cặp đầy đủ phân tần vào chân như này là 630.000 anh em nhé. Một dòng mới về luôn, dòng này mới về, chúng tôi mới hàng cũng mới về luôn. Dòng này cũng chép đầu đạn màng titan, vành thì hợp kim anh em nhé, vành thì hợp kim nguyên khối. Dòng này với mã sản phẩm mới của chúng tôi về, dòng này là VKT A100 anh em nhé. Đó, dòng này 8 ohm 91 decibel vẫn 100W. Dòng này thì có cái kiểu dáng kiểu mặt nó khác một chút. Dòng này thì có 450.000 trên cặp củ và 630.000 trên một cặp đầy đủ phân tần và chân như này. Đó, đây hai dòng đầu đạn màng titan. Và một dòng mới đây cũng muốn giới thiệu mới này cùng tất cả anh em. Đó, dòng này, đây dòng này là VKT. Đây anh em nhìn này, mã sản phẩm này. VKT A300 anh em nhé. Đó, VKT A300. Phía sau đây anh em. Đó, dòng này thì kích thước nhỏ hơn. Duy nhất chúng tôi có dòng này là kích thước vành này là 8,5 phân anh em nhá. Dòng này là vành 8,5 phân. Củ là 6,5 phân anh em nhá. Đó. Củ 6,5 phân. Dòng này thì có giá là 850.000 trên một cặp củ rời anh em nhá. 850.000 trên một cặp củ rời. 1.050.000 trên một cặp mà đầy đủ phân tần và chân như này.
anh em nhé, anh em có về về có thể dùng những cặp này để độ chế hoặc thay thế loa mới hoặc những cặp như này để ghép thêm ở ngoài, là một dòng chất lượng nhất tôi cũng muốn giới thiệu với anh em. Đó, dòng này chúng tôi đây, hiện tại chúng tôi đang có dòng này là dòng công suất lớn nhất và chất lượng nhất. Con này là với mã sản phẩm là P103S, anh em nhìn phía sau rồi cụ từ đây anh em rất là sáng. Đây như Puller model TSP103S, con này là 8 ohm, độ nhạy là 91 decibel và công suất tối đa con này là cực đại, con này là 150W thì một loa này anh em nhá. Và dòng này là chất lượng, dòng này một cặp củ này, một cặp củ này rơi khoảng 3 kg, hơn 3 kg một cặp này, dòng này rất là chất lượng anh em nhá. Một cặp như này để về cho anh em mà muốn thay thế hoặc độ chế loa thì có giá để cho anh em với giá là 1,1 triệu anh em nhé, 1,1 triệu là một cặp này. Hoặc là anh em có những cái cặp mà có phân tần và chân như này, anh em về ghép thêm ở ngoài có giá là 1,250,000 anh em nhá. 1,250,000. Và ngoài ra chúng tôi còn có những dòng có củ sẵn này, như giờ như này anh em, những dòng như này thì có củ như này, dòng này thì có giá là 1,250,000 anh em nhé. Anh em nhìn đâu, 1,250,000 dòng này bát giác anh em nhé, củ bát giác vỏ gỗ. Cặp này cũng vậy, có 1,250,000. Ba cặp mà vỏ gỗ là chúng tôi đều giá để giá là 1,250,000 cho anh em. Anh em mà có nhu cầu rằng thì vui lòng inbox hoặc liên hệ tôi 0944737321 anh em nhé. Và trước đây thì tôi có giới thiệu với anh em một số cái dòng loa chép chính hãng của Puller sản xuất. Anh em mà có nhu cầu độ chế hay đóng mới hoặc là về thay thế những dòng loa cũ hỏng kém chất lượng, anh em có thể liên hệ tôi hoặc anh em có thể để lại số điện thoại hoặc comment dưới phần bình luận. Và sau đây tôi xin phép dừng video tại đây. Anh em nào mà yêu thích video xin vui lòng đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video kế tiếp nhé.